Xin chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh của Huyền A Dấp Nguyễn. Mình rất vui gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn may hoàn chỉnh mẫu áo kiểu của nữ. Nếu phần 1 mình hướng dẫn các bạn cắt quần, phần 2 mình hướng dẫn các bạn cắt áo, thì sang phần 3 là mình hướng dẫn các bạn may hoàn chỉnh mẫu áo này. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn đi may. Và trước khi đi may áo, các bạn sẽ may dây viền cổ cho mình. Đây là dây viền cổ sau. Các bạn sẽ lật cho mình mặt trái của vòng cổ thân sau lên, mặt phải của dây viền gấp với mặt trái của vòng cổ, may cho mình một đường. Và trong khi may cổ áo, các bạn để êm dây viền cổ, bạn kéo nhẹ một chút. May xong lần 1, các bạn sẽ lật ra và mình mí dây viền cổ. Các bạn sẽ gập vào cho mình 1 cm và may mí cho mình. May xong dây viền cổ, các bạn sẽ ghi cho mình vòng cổ thân trước với vòng cổ của thân sau. Cái đoạn dư ở phần đẹp là 5 cm, các bạn sẽ gói cho mình về phần vai và gấp giúp mình mặt phải của vai thân trước và mặt phải của vai thân sau, may cho mình. Đường may các bạn nhớ gấp cho mình về vai của thân áo sau và ghim vai cho mình. Và mặt phải của vai áo thân trước gấp về mặt phải của vai áo thân sau. Sau đó là dư 5 cm, các bạn sẽ gập về vai áo thân sau để mình ghim. Cả hai bên vai các bạn đều ghim như vậy cho mình. Ghim xong vai áo thì cái phần 5 cm lẹp ở phần gấu các bạn ghim cho mình. Và lật giúp mình cái đường may 5 cm vào mặt trái của phần vạt ở thân trước, hai bên vạt, để gấp rúm ở cái phần vai áo, các bạn sẽ sang dấu cho mình. Mình may 2 ly, mỗi ly của mình là 7 cm. Và trước khi gấp rúm được, các bạn sẽ bắt sổ cho mình hay là đi may phần vai cho mình. May xong thì mình mới sang dấu để mình gấp rúm. Và trong khi đặt dây, các bạn nhớ chọn cho mình dây mềm một chút, thì khi mặc lên cái áo ren của mình nó mỏng thì nó sẽ đẹp hơn là dây của mình dây cứng và dây dày. Hàng dày và hàng cứng quá thì phần vai áo của mình nó bị cứng. Các bạn sẽ gập cho mình, đường gập của mình các bạn sẽ lật hết về phần cổ áo. Và vai áo bên kia các bạn may như vai áo bên đây cho mình là được.
Sau khi may phần vai áo và gập rúm ly thì các bạn sẽ may dây cho mình. Lưu ý là gập cho mình dây vào trong phần tay của mình và phần cổ của mình là 1,5 cm. Và cái đường dây thừa các bạn sẽ chặn cho mình để dư cho mình tầm 0,5 đến 1 cm. Để các bạn gói cho mình cái phần đầu dây và dư vào trong cho mình 1 cm. Các bạn sẽ gấp vào để mình may mí. Và dây này nằm ở giữa vai áo trước và vai áo sau. Và vai áo bên kia các bạn may như vai áo bên đây cho mình là được. Sau khi may xong phần dây thì mình đi may phần ghim gấu. Sẽ để cho mình phần gấu của thân trước lên chồng lên nhau và ghim cho mình. Ghim xong thì mình sẽ ra mình may sườn. Sau khi ghim xong hai đầu của phần gấu áo thì các bạn sẽ ghim cho mình hai phần gấu của thân trước ở với nhau. Có nghĩa là các bạn sẽ đặt lên để mình ghim. Và trước khi đi may sườn áo thì các bạn sẽ sang gấu cho mình cái phần cửa tay. Cửa tay khi mình cắt mình để đâu thì các bạn sẽ sang gấu cho mình xuống thân lên đấy. Hai bên các bạn đều sang gấu cho mình như nhau để cho nó bằng nhau. Để may sườn áo, mặt phải của thân trước và mặt phải của thân sau gấp được với nhau và may cho mình. Và lưu ý là cái điểm mình đánh dấu phấn, các bạn may đến đây thì dừng lại vì đó là lách áo. Và sườn bên kia các bạn may như sườn bên đây cho mình là được.
May sườn áo xong mình đi may bo gấu. Các bạn sẽ sang gấu giữa bo và may cho mình. Bo các bạn để trên và gấu áo các bạn để dưới. Mặt phải của bo góc với mặt phải của phần gấu. May bo áo xong, mình sẽ bí lên phần thân áo, chỗ phần gấu áo. Lơ áo các bạn sẽ cách phần sườn 10 cm cho mình và đặt vào đây may cho mình để mình buộc nó làm lơ giả. May lơ áo xong mình sẽ ra là mình hoàn thiện mẫu áo này. Vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn cắt và may hoàn chỉnh bộ đồ kiểu công sở của Lữ. Các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Chúc tất cả các bạn cắt và may thành công. Chào các bạn.